Chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Trong video này mình sẽ lại review cùng với các bạn một chiếc Precision nữa, nhưng mà chiếc này thì màu bạc, còn những cái chiếc kia thì màu đen và màu xanh. Đó, thì đợt này mình lại về thêm một chiếc màu bạc nữa, thì theo như mình đánh giá thì con này cũng khá là đẹp, sơn còn rất là nguyên bản. Size thì con này size 50. Size 50, đây, như chiếc khâu trên chiếc khung đề nào. Poi tu 500mm, size 50 các bạn. Tức là khoảng cách từ trục đạp cho đến khoảng cách yên là 500mm. Size này thì nó sẽ phù hợp với những cái người mà cao từ 1m65 cho đến 1m75 là có thể đi hợp lý. Đấy, như các bạn thấy là ngoài size cao thì đương nhiên nó sẽ tỷ lệ với cái chiều dài của cái khung tốp túp này, cái khung trên cùng đây nó sẽ dài và cái phốt tăng nó sẽ dài tỷ lệ với cái chiếc size cao. Nên là như các bạn nhìn cái phốt dài là một, hai size cao thì sẽ phù hợp cho những cái người mà có chiều cao trên 1m7 đi là phù hợp, 1m7, 1m75, 1m78 đi chiếc xe này là phù hợp. Chiếc xe này thì đã được sử dụng tại Nhật, có cấu tạo là khung nhôm, hầu như là khung nhôm hết. Tất cả những xe mình bán mình đã lựa những cái hàng mà rất là tốt, sơn còn nguyên bản và khung nhôm để bán cho về phục vụ cho các những người mà anh em đi chơi xe đạp thể thao. Xe có trang bị vành 700C hai lớp, vành 700C hai lớp, nó dày nó gồ lên hai lớp luôn. Hai lớp thì đương nhiên nó cứng hơn một lớp rồi, và nó sẽ vành chém gió, lốp thì còn khá mới, gần như mới, còn nguyên ta lông, nguyên cái độ sần. Tay bấm xả Shimano 8 tốc độ, tay này thì độ hoạt động ổn định thì cực tốt, bấm rồi xả các cái chuyển số rất là tốt, phanh rất là nhẹ nhàng êm ái. Tay cầm con này cực kỳ thoải mái, ghi đông bằng. Xe thì được trang bị đương nhiên là ba đĩa rồi, cái dòng trung cấp này, cao cấp này thì nó phải ba đĩa và 8 lít. Trang bị 8 tầng lít này, cùng với đó là cái bộ chuyển động Shimano Antut, một cái bộ chuyển động mà cực kỳ tốt trong cái dòng 8 số của xe đạp Nhật Bản. Xe hiệu Precision này trong thời gian qua thì mình bán rất là chạy và được rất là nhiều người tin tưởng và chọn làm cái phương tiện mà tập thể dục, cùng gắn bó tập thể dục trên những cái cung đường của mọi người và gắn bó với việc đi làm, đi học hàng ngày. Thì giá của chiếc xe này chỉ khoảng gần 5 triệu. Rồi, các bạn muốn biết giá chính xác thì hãy liên hệ với mình qua cái số điện thoại ở dưới video. Và nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của mình ra trong thời gian tới. Và ủng hộ mình bằng cách ấn like video để mình có động lực làm video tiếp theo, bởi vì mình tắt hoàn toàn quảng cáo, giúp các bạn trải nghiệm video từ đầu đến cuối không bị làm phiền bởi quảng cáo của YouTube. Và các bạn hãy ấn like video để ủng hộ mình. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.